Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay Chúa Nhật thứ 34, mừng Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Kính mời quý ông bà, anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta hiệp nhất cùng với giáo hội hoàng vũ để cử hành lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ, để kết thúc năm phụng vụ, để mở màn một năm phụng vụ mới. Chúng ta nhớ đến ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Samuel để nhắc cho chúng ta nhớ việc Đức Chúa Trời đã tuyển chọn vua David thông qua hình thức sức dầu thánh hiến. Theo truyền thống của Thánh Kinh, có ba chức vụ được sức dầu thánh hiến là tư tế, vua và ngôn sứ. Và nơi Chúa Giêsu Kitô là đỉnh điểm tập trung ba sứ vụ đó, Chúa Kitô vừa là tư tế tối cao, vừa là ngôn sứ người phát ngôn độc quyền và đầy uy tín của Thiên Chúa, và đồng thời Chúa Kitô cũng là thủ lãnh. Và bài đọc thứ hai cũng cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đẹp từ thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Colossae để nhắc cho các Kitô hữu nhớ rằng từ muôn đời Thiên Chúa đã dự định cho Chúa Kitô xuất hiện như là vị thủ lãnh tối cao để hướng dẫn đoàn dân của Chúa về đích điểm mong chờ là nước Thiên Chúa, nước của tình yêu, của bình an và của hạnh phúc vĩnh cửu. Bài tin mừng lại cho chúng ta một cái kết cục tốt đẹp. Kết cục tốt đẹp đó là nơi cái ơn thống hối đã ban cho người tử tù cùng chịu hình khổ đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, để cuối cùng anh đã chứng kiến được thế nào là vương quyền không phải để mà thống trị nhưng mà để phục vụ cho kế hoạch thương yêu của Đức Chúa Trời nơi Chúa Giêsu Kitô, để rồi anh đã từ cái tấm lòng thống hối của mình, từ cái cuộc hoán cải sâu xa của lương tri, đã thiết tha xin Chúa Giêsu ngày hôm nay khi ông vào vương quốc của ông: xin hãy nhớ đến con. Và Chúa Giêsu đã tiếp nhận lời
cầu xin rất chính đáng và chân tình của người tội phạm thống hối đó. Có lẽ lịch sử nhân loại đã từng trải qua rất nhiều triều đại, nhất là triều đại của chế độ quân chủ. Từ Đông sang Tây, chúng ta hình như thấy có điểm chung của các chế độ quân chủ là cái sự cai trị độc tôn, là một cái luật lệ áp đặt trên toàn thể dân chúng, là một cái khái niệm coi bản thân của cái người làm vua, của cái người thống trị là mang được một cái mệnh trời. Còn tất cả dân tộc thì được coi như là đám thảo dân, coi như là cỏ rác, coi như là một cái đàn cừu, coi như là một cái đám súc vật, mục tiêu chỉ để mà phục vụ cho lợi ích của cái vị quân vương. Và hầu như trong lịch sử nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, thì các chế độ quân chủ đã để lại biết bao nhiêu cái nỗi đau khổ, bao nhiêu cái nỗi bất công, bao nhiêu cái nỗi khuất tất cho thần dân. Ngay khi cả những chế độ được gọi là anh quân, được gọi là thánh vương, thì cũng đầy có những cái khuất tất ở sau hậu trường. Như lịch sử đã chứng minh, kể cả những chế độ quân chủ được tường thuật ở trong Thánh Kinh thời Cựu Ước. Còn ai được coi như là đấng sức dầu của Thiên Chúa cho bằng vua David? Nhưng rõ ràng, ông đã làm quyền và lộng quyền khi gây ra những cái tội ác mà sau cùng được lời nhắc nhở của ngôn sứ Nathan, và được ơn Chúa thì ông đã dùng cả cái cuộc đời còn lại của mình để thống hối. Và còn ai được Thánh Kinh ca tụng là người khôn ngoan nhất nhân loại cho bằng vua Solomon? Nhưng ông đã kết thúc cái cuộc đời của mình ở trong cái vũng sâu của tội lỗi, của tham vọng bất chính, và kể cả của việc thờ phượng những con bê vàng, mà bỏ rơi cái đức tin truyền thống của cha ông, thậm chí đã đem cái việc thờ phượng những cái thần ngoại giáo vào trong chính thánh điện mà phụ vương của ông đã dày công để xây dựng. Thì rõ ràng khi nói đến vương quyền hay nói đến cái vai trò làm vua, thì con người, nhất là con người ở cái thời đại đang hướng về những chế độ dân chủ và tự do ngày hôm nay, có lẽ không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là rất dị ứng. Tuy nhiên, dựa trên những bài thánh kinh chúng ta vừa được nghe, chúng ta phải nhìn lại cái ý nghĩa vương quyền của Chúa Kitô là vương quyền không phải để thống trị, nhưng để lãnh đạo và nhất là để phục vụ và đồng hành. Theo Đức Thánh Cha Francisco thì việc đồng hành sẽ có cái ba phương hướng. Đồng hành sẽ có cái vai trò là đi đầu để cho những người dưới quyền lãnh đạo của mình biết được phương hướng rõ ràng. Và đồng hành mà đi đầu như vậy cũng có nghĩa là thay vì mệnh lệnh, thay vì áp đặt cái ý muốn của mình trên những người thuộc quyền, thì mình sẽ dùng chính cái gương sáng, dùng chính cái dũng khí của mình để mở lối
để đi trước. Đồng hành cũng còn có nghĩa là đi bọc hậu ở phía sau, tại vì trên cái hành trình sẽ có những cái con chiên, sẽ có những người tín hữu vì yếu đuối, vì thiếu dũng khí, vì có thể bị sợ hãi cho nên đã chậm bước và có nguy cơ bị bỏ rơi, thì cái người đồng hành hay là người lãnh đạo phải biết khích lệ, phải biết chờ đợi, phải biết nhẫn nại để đưa những cái người tín hữu chậm bước hòa vào trong tập thể hành hương. Đồng hành còn có thể đôi khi phải nghiêng về phía bên phải để chặn bớt những cái khuynh hướng bảo thủ cực đoan, không muốn đổi mới, không chấp nhận những cái hình thức cập nhật trong cái cách sống đạo, trong những giáo huấn của Hội Thánh. Rồi đồng hành cũng còn phải đi hướng sang bên phía trái để làm chậm bớt những cái khuynh hướng quá cấp tiến, những cái khuynh hướng nóng vội, muốn ngay lập tức phải sửa đổi, phải canh tân cộng đoàn tín hữu mà không lường trước được những cái tổn hại, khiến có thể gây chia rẽ và gây rạn nứt cái cộng đoàn mà Chúa Giêsu đã thiết lập như thể là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tôn truyền. Và như vậy, vai trò của một đức vua không phải thống trị, nhưng mà để lãnh đạo và phục vụ đã có từ ở trong truyền thống của Cựu Ước. Khi mà Đức Chúa Trời đã tự giới thiệu mình là đấng chăn chiên nhân hậu, là đấng dẫn dắt dân tộc người đã chọn như mục tử nhân lành, đưa đàn chiên của mình tới đồng cỏ xanh ngát, tới dòng nước trong lành. Và trong cái cuộc hành trình của dân Do Thái từ Ai Cập trở về đất hứa, thì đấng mục tử nhân lành đó đã đồng hành với họ, khi thì như áng mây che mặt trời ban ngày, khi thì như ngọn đuốc sáng để soi đường cho họ trong đêm tối. Và đó cũng chính là cái vai trò vua thủ lãnh, hay là vua đồng hành, hay là vua phục vụ của Đức Kitô trong cái dân được chọn của Hội Thánh, dân được chọn mới của Ngài từ khi Chúa Giêsu xuất hiện để thi hành sứ vụ truyền giảng tin mừng của Ngài trên cái trần gian này. Và Ngài còn muốn thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc truyền giảng tin mừng đó, để tiếp tục cái sứ vụ là thủ lãnh, là người phục vụ, là người đồng hành đó, cho đến ngày người sẽ trở lại trong vinh quang. Và chính đó là lý do mà Hội Thánh muốn cử hành ngày lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ này, để cải chính lại tất cả những ngộ nhận về vai trò làm vua, để sửa đổi lại những cái tham vọng bất chính, nơi những người được Thiên Chúa trao cho vai trò lãnh đạo quốc gia dân tộc, và nhất là để thánh hóa những cái thiện ý của bất kỳ người thành tâm thiện chí nào, và đặc biệt các Kitô hữu, để dấn thân vào cái vai trò tham chính, làm chính trị, làm kinh tế và làm những cái công cuộc khai sáng, công cuộc đổi mới cái văn hóa hay là cái nếp sống trong xã hội. Cái khát vọng để được làm lãnh tụ tự nó không phải là một cái điều tội lỗi. Cái mong muốn để được đứng lên mà lãnh đạo, mà hướng dẫn cái cộng đoàn, cái dân tộc, cái nhân loại này
cũng là một kể phước lành của Chúa. Tuy nhiên, tất cả những người đã được Chúa trao cho cái quyền lãnh đạo đó, bất kỳ ở hình thức kinh tế, chính trị hay là xã hội nào, và đặc biệt là hình thức lãnh đạo trong các tôn giáo, và nhất nữa là trong cộng đoàn Kitô hữu, phải luôn nhìn vào gương Chúa Giêsu như là một cái đức vua lãnh đạo, một đức vua đồng hành và một đức vua phục vụ. Phục vụ đến nỗi trao tặng chính món quà cao quý nhất là mạng sống của mình vì cái hạnh phúc, vì cái cuộc sống viên mãn của những người thuộc quyền. Và những Chúa Kitô nói ở ngoài xã hội, tức là ở ngoài một cái xã hội đã bị tha hóa vì tham vọng quyền lực và tiền bạc, thì người ta tìm cách để người ta sử dụng nhau như những cái bậc thang đưa họ tới đỉnh cao danh vọng. Và đã có biết bao nhiêu cái ngai vàng, có biết bao nhiêu cái triều thiên đã là cái kết quả của xương máu, của đau khổ và của những bất công đã bị dày đạp, đã bị hy sinh đi ở trong các cái triều đại đã qua trong lịch sử, ở những cái hình thức vua chúa của cái thời hiện đại hôm nay. Thì lời của Chúa trong lễ kính Chúa Kitô là vua vũ trụ sẽ soi sáng cho tất cả những người thành tâm thiện chí muốn cống hiến cái tài đức của mình vào cái vai trò lãnh đạo. Phải biết cân nhắc như lời Chúa Giêsu nói, ở trong cộng đoàn của những người Kitô hữu thì ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em, ai muốn làm người trước hết thì phải chấp nhận làm người sau hết. Và đây chính là nghịch lý của cái nếp sống Kitô hữu, của những giá trị Kitô hữu mà tất cả những người Kitô hữu phải mạnh mẽ, phải thẳng thắn và phải lớn tiếng để công bố cho thế giới được biết, và đồng thời cũng có trách nhiệm phải tố giác tất cả những hành động, tất cả những cái suy tính nào đi ngược lại các cái giá trị Kitô giáo đó. Mừng lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ cũng để cho chúng ta vẫn còn hy vọng, là ít nhất bắt đầu từ trong cộng đoàn Kitô hữu chúng ta sẽ thấy những tấm gương lãnh đạo bằng phục vụ, những tấm gương đồng hành bằng thực thi gương sáng, những cái tấm gương thực sự là thủ lãnh, là chủ chăn, và những người lãnh đạo hoàn toàn lo cho cái an sinh của đàn chiên, của các tín hữu, của những người thuộc quyền mình, theo gương Chúa Giêsu Kitô là một tự nhân hậu và cũng là vua thương yêu. Nhờ có thái độ phục vụ, nhờ có cái tình thương yêu đó mà cuối cùng Chúa Kitô đã thắng được cái tấm lòng của một người trước kia là một cái tội phạm, là một cái kẻ đã gây ra biết bao nhiêu cái nguy hại cho xã hội, để rồi người đó được ơn hoán cải, đã khẩn thiết cầu xin vua Kitô, vua của tình yêu, vua của phục vụ, vua của đồng hành, vua của hy sinh bản thân, cho anh được tham gia vào vương quốc của người. Xin cảm ơn anh chị em.
con tới đây sớm mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vui. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chuối lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Giê-xu chúng con tới đây dấp mình, uy quyền năm tháng che chở hội thánh. Đoàn đời hy sinh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giê-xu từ bi bao giờ chê chuối lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Tới đây sớm mình ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chuối lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt.